Mọi người có thấy đây là gì không? Đây là sợi dây nhảy mà hầu hết chúng ta đã từng thấy qua hoặc là đã từng tập qua ha. Thì nhảy dây là một cái bộ môn, một cái bài tập rất là đơn giản mà chúng ta có thể tập mọi lúc, mọi nơi, có thể tập ở nhà, ngoài công viên hay ở đâu cũng được ha. Và nó rất là hiệu quả để đốt cháy năng lượng. Cho nên hôm nay hãy cùng với Hubert dành 10 phút để tập bài nhảy dây để đốt cháy năng lượng và giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh ha. Nếu mà trong trường hợp các bạn không có sợi dây á, thì các bạn có thể đặt mua online ở đường link dưới đây ha. Giá cả rất là ok mà chất lượng tốt y chang như thế này ha. Và ngoài ra nếu mà bạn không có sợi dây, các bạn vẫn có thể tập mà chỉ cần đứng và nhảy theo thôi ha các bạn. Và cấu trúc hôm nay của chúng ta sẽ tập theo hình thức Tabata, 20 giây tập và 10 giây nghỉ nha các bạn. Cố gắng theo tới cùng ha. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì có 3 điểm lưu ý để có thể nhảy tốt và hiệu quả nha các bạn. 3 điều cần lưu ý về kỹ thuật để các bạn có thể nhảy dây trơn tru và hiệu quả ha. Thứ nhất, chúng ta hãy kiểm tra độ dài của dây. Đầu tiên các bạn đạp một chân lên sợi dây ở giữa ha. Ở đây thì hai cái nắm tay nên ngang phần nách nha, chứ không nên cao hơn hoặc là thấp hơn nha các bạn. Và điều số 2 đó là khi các bạn nắm vào hai nắm tay này thì cùi chỏ các bạn nên khép lại vào nhau ha. Và hai cẳng tay kéo ra mở ra 20-30 độ. Và điều cuối cùng đó là khi các bạn nhảy thì các bạn nên đáp bằng cái má, các ngón chân ha, chứ không nên đáp bằng cái gót thì nó không tốt và nó cũng không hiệu quả ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Rồi lưu ý ha, cùi chỏ khép vào, cẳng tay mở rộng ra một tí ha. Từ đây chúng ta sẽ đáp bằng các ngón má bàn chân ha các bạn. Rồi bắt đầu 20 giây, các bạn cứ làm từ từ chậm chậm thôi ha. Rồi nghỉ 10 giây nè các bạn. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà tới 10 phút ha, có nghĩa là 20 lần nha các bạn. Rồi chuẩn bị ha các bạn. 3, 2, 1. Nếu có thể chúng ta có thể nâng cao đùi ha các bạn. Rất là nhiều biến thể. Rồi chúng ta nghỉ 10 giây ha. Rất tốt. Nhảy dây là một bài rất tốt cho phần chân, mông, cơ bụng cũng như là phần bắp chuối ha. Rất là tốt ha. Rồi tiếp tục nè. Rồi nghỉ 10 giây ha các bạn. Rồi nên nhớ ha, chúng ta chỉ cần nhảy lên là được rồi ha. Nếu mà các bạn chán, các bạn có thể luân phiên trái phải nha. Tiếp tục. Rất tốt. Mọi người cảm thấy cái nhịp tim của chúng ta tăng hơn rồi đúng không? Hơi thở hơi gấp hơn. Đó là rất tốt cho tim mạch ha. Rồi, tiếp tục. Thôi ok, nghỉ 10 giây ha. Một số bạn á, hồi mà đi học thể dục ngày xưa á, có thể là chúng ta đã từng được test qua cái kỹ năng đánh chéo đúng không nè. Thử nè. Nhớ nha, nếu mà các bạn không làm được á, chỉ cần di chuyển như vậy là được rồi ha. Ok, rất tốt. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Cố gắng lên nè. Cảm nhận cái phần bắp chuối hơn. Một bài rất tốt để giúp cho bắp chuối săn chắc.
Thôi nghỉ 10 giây ha. Sợi dây nó có rất là nhiều loại chất liệu ha. Có một số nó cái nó bằng thép á. Tôi khi nút quất vào người khá là đau ha các bạn. Ok, các bạn có thắc mắc tại sao mình mang vớ không? Một phần á mang vớ vào đáp cho nó khỏi phải bị đau cái má bàn chân á. Thường thì ở ngoài trời thì hẹp sẽ mang giày. Ok, cố gắng nha mọi người ơi. Chúng ta đã khoảng chừng gần 5 phút rồi đó. 3, 2, 1, đổi. Thôi rất tốt, cố gắng lên nha. 10 phút. 3, 2, 1. Ok, tập nhảy dây á, nó đốt năng lượng có khi còn nhiều hơn cả chạy bộ nữa đó các bạn. Thôi tiếp tục nè. À, rất tốt. Các bạn có biết rằng á, một số sợi dây nó có tính năng đếm được cả số lần các bạn nhảy nữa không? Ok, rất tốt. Còn khoảng chừng 3 phút rưỡi ha. 7 lần nhảy nữa thôi nha các bạn, cố gắng lên nào. Chúng ta đã đi được 2/3 rồi. Ok, rất tốt mọi người. Cố gắng nha. 6 lần nữa. Ồ, chân căng cứng luôn nè. Các bạn lưu ý ha, khi mà chúng ta tập á, không cần xoay cả cánh tay, chỉ cần xoay cổ tay là được rồi ha. Cố gắng thực hành nha các bạn. Gần hết rồi, cố lên nha mọi người ơi. Chúng ta còn 4 lần nữa thôi. Come on. Không bỏ cuộc.
Rất tốt, 3 lần nữa. Cố lên nào mọi người ơi. Theo tới cùng nha. Thôi, tiếp tục nghỉ một tí nè. Ai không có sợi dây chỉ cần đứng nhảy thôi ha các bạn. 3, 2, 1. Ok, cố lên mọi người, lần cuối cùng nha. Kết thúc với nhau nè, 3, 2, 1. Ok, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong rất là xuất sắc 10 phút tập cardio đốt cháy năng lượng cùng với pivot và sợi dây ha. Các bạn cảm nhận như thế nào? Đây nè, mồ hôi nè. Ok nè, rất là tốt ha. Các bạn hãy cho mình biết cảm nhận qua phần bình luận ở phía dưới nha. Và nếu mà các bạn muốn á, các bạn có thể thực hiện lại video này thêm 1 tới 2 vòng nữa nha các bạn. Và đừng quên bấm thích và đăng ký theo dõi để ủng hộ cũng như cập nhật được những video tiếp theo nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.